đừng theo mình đi tầm nhé. Rồi đi thôi. Cười giá. Okay. Suối đây á hả? Lạnh không? Lạnh lắm đấy. Lạnh lắm đấy. Này chị ấy cho. Em biết bơi chưa? Em biết bơi nặng á. Hả? Có lạnh không? Nè, đâu đây? Đến đây. Không lạnh lắm đâu. Nó đâu đấy? Thì mày thì sợ lạnh. Tập bơi. Không lạnh đâu. Trời ơi, con lợn kìa. Lợn kìa. Em tự mặc áo phao đi. Chị cho mặc áo phao cho em. Mặc áo phao cho em đi. Rồi đi ra đây, đi từ từ thôi nha. Đi nhẹ nhàng thôi, chị chúc dắt em kìa. Đừng có bé dắt em được rồi. Để xuống. Bơi cho kia sâu thế Nam. Tại vì chỗ đông đông hơn cho tụi tí tí. Chỗ kia mới thích kìa. Em có áo phao. Không đâu chứ mà. Cái thầy nông không mày? Đây này, đây. Đây đây. Cái thầy như thế thôi mình nhất. Suối chảy róc rách. Có trơn không? Em đi được không? Hả? Cẩn thận nhá. Trơn không? Rồi xuống. Nó sợ nó trôi đi mất không nhỉ? Hả? Xuống đi không cho đâu. Đi xuống đi. Không em ra bơi à? Cứu em với. Ngồi đây nè con. Ở trên này nè.
Bơi vào đây bạn Tịt ơi. Nước trong veo. Ừ, con bơi đi, con bơi đi. Lên đâu đấy? Nào bơi thi đi xem nào. Thì xe máy lặn lâu á. Ngộp mơ. Một. Một. Hai. Ba. Nước bùng ơi. Nước bùng ơi. Vĩ thua. Vĩ thua. Hai. Hai. Ba. Hôm nay xuống đấy rời quần á. Đã thua rồi. Rồi. Trời ơi, trời ơi. Quỷ sứ. Đứa nào là con lợn xề? Em ơi. Con gái đi đâu á? Ai đưa lợn xề?
Lên chưa? Lên đi nhá, lạnh rồi đó. Đủ rồi. Hái ở trong bụi này đúng không? Quả rừng á, đâu xem nào, mang đây xem nào. Đỏ đẹp ha. Những quả gốc đây nhỉ? Không phải đâu, quả này chẳng biết nữa, quả gì ấy. Quả trong rừng á. Ở đây con làm nó thử xem có quả trong gì. Lên lên chân cho chứ kìa. Này Nam ơi nhỉ? Thôi lên nè, đi về nào. Thịt cho nó trôi đi. Đây về thôi. Quàng cái quần chị vào cho ấm. Quần chị vào nữa. Thôi đi 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 đi. Kỳ cục quá. Rồi là à, đi đi. Kìa. Yên tâm cứ đi đi. Con. Mỏi chân là bắt chị cõng à. Bẩn như bò, ướt hết đồ rồi, ướt hết đồ rồi, khỏi chân ra.